Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9 năm 1989, trong lúc đang sửa chữa thiết bị trong khu vui chơi tại công viên Nam Hồ, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, một công nhân đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu từ phía núi giả. Anh ta nhanh chóng cầm đèn pin và chạy ra ngoài, chiếu vào phía núi giả và thấy một thanh niên mặc sơ mi trắng, đeo kính, người đầy máu, đang lảo đảo hướng về phía anh ta. Chỉ cách khu vui chơi khoảng 10 mét, người này ngã xuống đất và tắt thở. Vì mâu thuẫn gì mà anh ta đã phải mất mạng như vậy? Xin mời các bạn cùng theo dõi chi tiết kỳ án ngày hôm nay. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kỳ án 365. Sau khi điều tra quanh hiện trường, cảnh sát phát hiện những vệt máu trên đường, tích người nạn nhân nằm xuống 100 mét về phía đông nam. Dưới gốc cây trên núi giả có nhiều dấu chân lộn xộn, trong đó có dấu giày đế nhựa của nạn nhân và dấu giày cao gót nữ. Bên cạnh ghế đá trong chòi nghỉ mát cũng có những dấu chân tương tự. Cảnh sát tìm thấy dấu chân của một người thứ ba ở phía sau ghế đá. Phân tích pháp y cho thấy nạn nhân đã bị đâm nhiều nhát bằng dụng cụ sắt nhọn giống như dao găm và đã tử vong do mất máu quá nhiều. Ngoại trừ hai tờ tiền mặt và một chiếc chìa khóa nhỏ, không có giấy tờ hoặc vật dụng nào khác được tìm thấy trên người nạn nhân để xác định được danh tính. Chiếc chìa khóa được gắn vào một thẻ đồng có dòng chữ Trung Nguyên. Cảnh sát suy đoán rằng đó là chìa khóa của một tủ khách sạn. Họ đã tìm ra một khách sạn tư nhân có tên này, không xa công viên Nam Hồ. Chủ khách sạn cho biết loại chìa khóa này thường được khách sử dụng để mở tủ đầu giường. Tuy nhiên, ông không nhận ra nạn nhân. Để xác minh, cảnh sát đã dùng chìa khóa để thử mở từng chiếc tủ đầu giường trong khách sạn, cuối cùng đã mở được một chiếc. Trong tủ đó có quần áo và giấy tờ tùy thân được dán ảnh của nạn nhân. Cảnh sát từ đó xác định được danh tính của nạn nhân là Ngưu Thiếu Minh, một công nhân tại nhà máy máy kéo Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Một số khách lưu trú tại đây cho biết, gần đây có một cô gái trẻ khoảng hơn 20 tuổi thường đến gặp người đàn ông tên Ngưu này. Cô gái là sinh viên nhạc viện Thẩm Dương. Khi cảnh sát kiểm tra kỹ quần áo của nạn nhân, một bức ảnh màu đã rơi ra từ túi, trong ảnh là một phụ nữ trẻ. Một khách khẳng định rằng đó chính là cô gái thường đến gặp Minh, hôm nay là chủ nhật, ban ngày tôi vừa thấy cô ấy tới gặp anh ta. Vào khoảng 2 giờ sáng, ngày 11 tháng 9, cảnh sát đã đến nhạc viện Thẩm Dương và tìm thấy cô gái trong ảnh là Thẩm Tiêu. Sau khi điều tra, Tiêu cho biết rằng cô rất thân thiết với một nữ sinh cùng trường có tên là Lê Phi, quê ở Lạc Dương. Vì được cho là có mối quan hệ tình cảm với Minh, cảnh sát thấy điều này khá khó hiểu. Vì nếu Minh và Phi yêu nhau, thì sao lại có ảnh của Tiêu trong quần áo của anh ta? Dựa trên lời khai của Tiêu, Minh từ Lạc Dương đến Thẩm Dương để gặp Phi, nhưng bị yêu cầu chia tay vì anh ta có tiền án. Minh không đồng ý và nói rằng anh ta đã tiêu rất nhiều tiền cho bạn gái. Phi không có cách nào khác ngoài việc tránh anh ta. Minh muốn thông qua Tiêu để tìm hiểu về nơi ở của Phi. Trước câu hỏi vì sao Minh lại giữ ảnh của cô, Tiêu tỏ ra xấu hổ và giải thích rằng anh ta đã gặp tôi vài lần và xin được chụp ảnh kỷ niệm. Cảnh sát phân tích rằng giữa Phi và Minh đã xảy ra mâu thuẫn tình cảm, do đó Phi có nghi vấn lớn trong vụ án này. Tuy nhiên, mối quan hệ thực sự giữa Tiêu và Minh vẫn chưa được xác minh. Nhóm điều tra đã đến ký túc xá để tìm Phi nhưng không tìm thấy cô ấy. Chủ nhà và bạn cùng phòng cho biết Phi đã không quay về nhà gần đây và nếu cô ấy trở về thì chỉ là để thay quần áo nhanh chóng rồi rời đi. Phi đã nói rằng cô ấy không dám trở về nhà vì bị một kẻ chặn đường ở cổng nhạc viện. Điều tra sâu hơn, cảnh sát đã biết được rằng Phi đang có quan hệ với một nam sinh trường mỹ thuật tên là Lưu Giới Hùng, 26 tuổi và cũng có mối quan hệ không rõ ràng với một diễn viên của đoàn ca múa. Cùng cho biết rằng anh quen Phi khi cả hai cùng nhảy ở phòng khiêu vũ và đã có một số lần quan hệ tình dục. Ngày 9 tháng 9, Phi đã ở nhà trọ của Hùng và rời đi vào sáng ngày 10 tháng 9, kể từ đó hai người chưa gặp lại nhau. Nhiều người đã làm chứng cho Hùng rằng anh ta không rời khỏi nhà trọ vào đêm xảy ra vụ án vì anh ta bị ốm. Vì vậy, Hùng đã không có thời gian để thực hiện tội ác và đã được loại khỏi danh sách nghi phạm. Đội điều tra đã liên hệ với Sở Công an thành phố Lạc Dương để tìm hiểu về người thân, bạn bè hoặc các nơi lưu trú khác của Phi ở Thẩm Dương và các khu vực lân cận. Cảnh sát cho rằng Phi ít có khả năng bỏ trốn, vì vậy họ quyết định uông cây đợi thỏ tại nhà trọ của Phi và nơi ở của Hùng. Vào lúc 9 giờ 40 phút sáng ngày 11 tháng 9, Phi xuất hiện tại nơi ở của Hùng với vẻ mặt hoảng loạn và mệt mỏi và ngay lập tức bị cảnh sát đưa về đồn để thẩm vấn.
Phi Thú nhận rằng Minh là bạn cũ của cô, lần cuối gặp nhau là vào ngày 9 tháng 9. Sau đó, cô từ chối cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào. Tuy nhiên, qua quá trình đấu tranh tâm lý, Phi dần dần trở nên kích động và giận dữ khi nói Ngưu Thiếu Minh là một kẻ tồi tệ. Anh ta nói với tôi rằng, lần này anh ta đến Thẩm Dương vì không muốn sống nữa và anh ta đã mang theo thuốc độc để chết cùng tôi. Anh ta luôn chặn đường ở công nhạc viện, kéo tôi đến công viên Nam Hồ, bóp cổ tôi. Ngay cả khi tôi đang trong thời kỳ kinh nguyệt, anh ta cũng ép buộc tôi quan hệ. Tôi căm ghét anh ta. Cảnh sát phân tích rằng, một cô gái nhỏ nhắn như Phi khó có thể sát hại Minh bằng dao, do đó có khả năng cao có một kẻ thứ ba tham gia vào vụ án. Một điều tra viên hỏi, tối qua, Ngưu Thiếu Minh bị đâm ở công viên Nam Hồ, chúng tôi đã tìm thấy dấu chân của bạn ở đó. Bạn giải thích điều này như thế nào? Khi nghe điều này, Phi run rẩy nhẹ và im lặng một lúc trước khi nói, tối qua, anh ta đã hẹn tôi đến công viên Nam Hồ để nói chuyện. Trong bóng tối, tôi nghe thấy anh ta kêu lên trời ơi và tôi liền bỏ chạy. Phi thừa nhận rằng cô không biết ai là người thứ ba, sau đó cũng không gặp lại Minh. Cô đã chạy đến ga tàu hỏa và ngồi chờ suốt đêm. Sau một thời gian dài, cuối cùng Phi mới tiết lộ, đêm đó còn có một người khác trên núi giả, đó là Vương Thành Vũ, ở nhà máy bóng đèn. Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9, cảnh sát đã bắt giữ Vũ và chân tướng của việc thuê người giết người đã được tiết lộ. Theo lời khai của cả hai, Phi đã quen biết Minh từ thời trung học và nhanh chóng vượt qua giới hạn để trở thành người yêu của anh. Bình thường đưa Phi về nhà để quan hệ tình dục và yêu cầu chụp ảnh làm kỷ niệm. Để làm Phi hài lòng, Minh đã mua quần áo, tặng quà và thậm chí mua tặng một cây đàn piano trị giá hơn 4.000 nhân dân tệ, khoảng 14 triệu đồng tiền Việt. Khi tiền của Minh cạn kiệt, anh ta đã có ý định ăn trộm một chiếc xe đạp và đã bị bắt giữ. Nhờ sự thành khẩn của Minh trong việc nhận tội và trả lại tang vật, anh ta đã được án treo. Sau sự việc đó, Minh tiếp tục điên cuồng theo đuổi Phi. Tuy nhiên, lúc này Phi đã cảm thấy chán ghét Minh và không muốn sống cả đời với một kẻ bị kết án. Khi bạn gái muốn chấm dứt mối quan hệ với mình, Minh tức giận nói rằng tôi vì cô nên mới rơi vào rắc rối và ép buộc Phi tiếp tục mối quan hệ, nếu không anh ta sẽ không buông tha cho cô. Mình đã đến tìm Phi nhiều lần, nhưng cô luôn né tránh, thậm chí nhảy qua cửa sổ để trốn chạy. Gia đình và bạn bè của cả hai bên đã bị kéo vào cuộc tranh luận và cảnh sát địa phương đã phải can thiệp để giải quyết. Để tránh Minh, Phi đã quyết định một mình đi đến Thẩm Dương và tự túc chi trả cho việc học tại nhạc viện. Sau những buổi học căng thẳng, cô đã tìm đến phòng nhảy để biểu diễn và kiếm thêm thu nhập. Sau một lần biểu diễn, Phi đã gặp được Vũ. Mặc dù Vũ đã có gia đình, nhưng anh ta như bị Phi hấp dẫn đến mức mất hồn. Anh liên tục tìm đến nhà trọ của Phi, đưa cô đi ăn uống, mua sắm và đón về sau giờ làm việc. Vũ đã sử dụng tiền hối lộ và tham ô tài sản công để chiêu chuộng mỹ đợt. Không mất nhiều thời gian, cả hai đã trở thành tình nhân. Vào cuối tháng 7 năm 1989, trước khi Phi về quê nghỉ hè, cô hẹn Vũ gặp lại nhau tại một khách sạn đối diện nhạc viện vào 21 giờ ngày 9 tháng 9, khi cô trở lại trường. Đến ngày hẹn, Vũ đã thấy Phi có vẻ buồn rầu và ngay khi nhìn thấy anh, cô đã bật khóc nức nở. Phi kể rằng cô đã bị một người đàn ông quấy rối tại Lạc Dương và người đó đã theo đuổi cô đến Thẩm Dương. Hắn đã đe dọa rằng nếu cô không chịu làm bạn gái của hắn thì cô sẽ không được sống yên ổn. Hắn luôn chặn trước cổng trường, em không thể thoát khỏi sự quấy rối của hắn. Cùng nọ hắn đã đánh em và bóp cổ em tại công viên Nam Hồ. Em rất sợ, Phi kể xong, rồi lại rơi nước mắt. Vũ tức giận, đòi tìm vài người đến đánh đập người đàn ông này cho tàn phế. Nhưng Phi nói, chỉ đánh tàn phế chưa đủ, phải đánh chết hắn, thì hắn mới không còn theo đuổi được nữa. Cô cũng sẵn sàng chi ra 10.000 nhân dân tệ, khoảng 35 triệu đồng, để thuê sát thủ. Trước lời cầu xin của Phi, và mù quáng trước số tiền lớn đủ để giúp Vũ khắc phục khủng hoảng tài chính của nhà máy và tránh bị kết án tù, Vũ quyết định đồng ý giúp Phi. Cô đã hứa rằng sau khi mọi việc xong, cả hai sẽ cùng nhau trốn tránh. Ngày 10 tháng 9, Phi và Vũ thực hiện kế hoạch giết người mà họ đã chuẩn bị từ trước. Cào tối đó, Phi tình cờ gặp Minh trên đường và anh ta đã kéo cô đến công viên Nam Hồ. Trong khi đó, Vũ đã bí mật bám theo sau. Tại một ngọn núi giả, khi Phi và Minh cãi vã quyết liệt, Vũ xuất hiện, giả làm cảnh sát để tiếp cận và hỏi chuyện. Rồi khi Minh không phòng bị, Vũ đã đột ngột rút dao và đâm vào người Minh. Với tội danh cố ý giết người, Vũ đã bị tòa án kết án tử hình. Còn Phi cũng bị nhận án tử hình, nhưng được hoãn thi hành trong 2 năm.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kỳ án ngày hôm nay của kỳ án 365. Xin hẹn gặp lại trong các kỳ án tiếp theo.